Xin chào tất cả các bạn nhỏ của trường Mầm non Quốc tế Winston. Cô là cô Vân Anh. Các bạn nhỏ ơi, đã 5 tháng rồi chúng mình không được gặp nhau phải không nào? Các bạn có còn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các cô và nhớ các bạn không nào? Và ngày hôm nay có hai bạn nhỏ cũng rất là nhớ trường và nhớ lớp đấy. Hai bạn nhỏ đã đến trường để thăm trường và thăm lớp. Chúng mình hãy cùng đi theo cô để xem hai bạn nhỏ đó là ai nhé. Cô chào hai bạn. Rồi, cô chào Linh Đan, cô chào Bảo An. Hôm nay chúng mình nhớ trường quá, chúng mình ra trường chơi đúng không? Đúng rồi. Thế cô Vân hỏi nhá, trong thời gian nghỉ dịch ở nhà thì chúng mình đã làm những gì? Làm không phải Bảo An nào? À nhà con giúp đỡ mẹ. À con giúp đỡ mẹ những việc gì nhỉ? Giúp đỡ mẹ ăn cơm nhanh. À ăn cơm nhanh này. Thế con có quét nhà giúp mẹ không? Có. Có, con làm gì nữa nhỉ? Con rửa bát cho mẹ. Ô, con rửa bát cho mẹ. Sau đó ngủ sớm. À con ngủ sớm. Thế còn Linh Đan? Linh Đan ở nhà con làm những gì nhỉ? Con rửa bát. À con rửa bát này, con làm gì nữa? Quét nhà. À quét nhà cho mẹ nữa. Ở nhà thì chúng mình đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay nhá, các bạn nhỏ đã đến trường này, thăm trường thì cô Vân cũng có một trò chơi dành tặng cho các bạn với những trái bóng đấy. Chúng mình hãy cùng đi theo cô nhé. Ngày hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi ném bóng vào rổ. Chúng mình có thích không nào? Rồi, thì bây giờ nhá, đã bạn nào biết cách ném bóng vào rổ chưa? Vậy thì ngay bây giờ cô xin mời các bạn hãy cùng nhặt những chiếc bóng để ném vào rổ nào. Chúng mình hãy cùng quay lại để chào tạm biệt tất cả các bạn nào.